giảng tòa nhân sanh hạnh phúc Làm thế nào để trở thành một người tốt chân thật đúng như Pháp Người giảng thầy giáo Thái Lệ Hút Số một tổ tiên xa xưa 4.500 năm trước Giáo dục con cháu của họ như thế nào Số 2 thực hiện giáo dục đức hạnh như thế nào Số 3 quy tắc nhân sanh đầu tiên đề tự quy Ngày 20 tháng 11 năm 2004 Thành phố Hải Khẩu trung tâm dở lòng quốc học Hiếu Liêm tập 31 Chúng ta vừa mới đề cập đến Khoa mục quan trọng thứ hai Trong việc tu thân Chính là hành đốc kính Hành vi của chúng ta phải đốc thực Phải cung kính Chúng ta đối với người Đối với sự Đối với vật Đều là phải có tâm cung kính Phía trước đã đề cập đến việc cung kính đối với người nhất định là phải từ gia đình bắt đầu thực hiện trong gia đình trước tiên nhất định phải hiếu thuận cung kính cha mẹ của chính mình tiếp đến lại mở rộng ra đến cung kính anh chị em trưởng bối chúng ta cũng vừa mới nhắc đến trong cả cuộc sống đều là thực tiễn một cái thái độ cung kính sau cùng chúng ta cũng đã nói đến việc cướp điện thoại thì nhất định phải để người lớn cướp trước sau đó chúng ta mới được cướp mỗi một chút đều là để trưởng dưỡng tâm cung kính của trẻ trong đệ tử quy lại nói đến khi vào nhà hỏi có ai muốn vào nhà một ai đó nên gọi điện trước Xem xem họ có ở nhà hay không Khi gọi điện cũng nên hỏi người ta Có thuận tiện hay không Không nên nói bây giờ tôi có qua được hay không vậy Bạn gấp rút như vậy Thì người ta cũng định nói Ờ được cũng được Bạn chính là Thính tư thông Nghe người ta nói Cũng được Nghĩa là rất miễn cưỡng Lúc này thì bạn phải chủ động hỏi Có phải người ta chút nữa có việc gì hay không Nếu như không tiện thì ta đổi sang một thời gian khác cũng được Vậy thì người ta mới không cảm thấy đường đột Bất luận là bạn đến thăm hay là gọi điện thoại Thì cũng phải Tôn trọng cung kính về thời gian Không nên vào thời gian ăn cơm Cũng không thể vào thời gian Quá trễ Nếu đi về thời gian ngủ Thì như vậy là bạn không biết suy nghĩ cho người khác Không có tôn trọng người khác cho nên chúng ta phải luôn luôn từ chính mình mà bắt đầu làm đúng lúc vào giờ ăn cơm bạn lại gọi điện cho người ta người ta mới ăn được muỗng cơm thì cũng không biết phải nói với bạn làm sao mà bất kỳ thời gian nào gọi điện thì câu đầu tiên bạn cũng nên hỏi có thuận tiện hay không khi bạn lúc nào cũng đều có thể cung kính như vậy người ta giao thiệp với bạn mới cảm thấy dễ chịu mới không có áp lực cho nên phải tự mình bắt đầu làm khi ngôn ngữ của chúng ta biểu lộ ra sự cung kính thì con cái ở bên cạnh cũng sẽ học được đều là những lời nói cung kính việc này có hiệu quả một cách âm thầm khi vào nhà thì đương nhiên trước tiên cũng phải hỏi phải gõ gõ cửa hoặc giả là giống như chúng ta xem thương đạo trong hàng kịch trước tiên lên tiếng nói đô phòng đại gia tôi là thượng ốc Đợi người trong nhà trả lời Bảo chúng ta vào nhà thì chúng ta mới bước vào Giả như bảo chúng ta đợi một chút Vậy thì chúng ta liền cung cung kính kính Mà ở đó đợi một chút Khi bạn đi vào nhà người khác Đúng lúc Lầu một không có người Vào lúc này bạn có thể tiếp tục đi lên nữa hay không Nhìn thấy không có người Là chạy tiếp lên lầu hai Kết quả đúng lúc người ta vừa trở về bạn làm sao lại ở trên lầu của tôi cho nên phải hỏi có ai sắp vào nhà cất tiếng lớn rất nhiều động tác bạn không thể tùy tiện nếu không thì sẽ tạo thành sự hiểu lầm cho người khác cho nên sự cung kính vẫn là phải cung kính đến chỗ không có hiềm nghi tránh được sự hoài nghi của người ta đối với bạn cho nên có một câu nói Lý hạ bất chỉnh quan Qua điền bất nạp lữ Có nghĩa là qua giường dưa Bạn không nên ngồi xuống để chỉnh lại dài Bởi vì dưa mọc ở dưới đất Nếu như người ta nhìn từ xa Thì nghĩ mình đang ăn trộm dưa của người ta Lý hạ bất chỉnh quan Khi cây mận đang có trái Bạn thì chỉnh lại nón mão Người ta nhìn thấy dường như là mình đang hái mận của người khác phải nên tránh hiềm nghi cho nên khi bạn bước vào nhà của ai đó vẫn còn chưa xác định được là có người hay không nhất định phải nói có ai ở nhà hay không gọi mấy tiếng mà không có trả lời thì bạn không nên bước vào cho nên những điều này đều là luôn biểu hiện ra sự cung kính dùng đồ người cần mượn rõ muốn sử dụng bất kỳ một món đồ gì đồ vật đều có chủ bạn nhất định phải có được sự đồng ý của người khác thì mới được lấy Bạn không thể dùng đồ của người ta xong rồi Lấy sử dụng xong Sau đó đúng lúc người ta đi đến mới nói Cho tôi mượn dùng một chút Người ta nhìn thấy tuy gật đầu Nhưng sắc mặt sẽ khó coi Hiện tại có rất nhiều người Hay mượn bút của người khác Trực tiếp cầm bút lên Rồi nói cho tôi mượn cái bút này được không Người ta có thể nói không được hay không Việc này là không đủ cung kính phải nên nói là anh có thể cho tôi mượn cái bút được không người ta muốn cho mượn cái bút nào thì để người ta lấy chứ nói không chừng cái bút đó người ta quen dùng người ta không thích thì bạn lấy thì sao cho nên phải luôn luôn suy nghĩ cho người khác không thể làm việc tùy theo ý muốn của mình được rồi ngoài việc cung kính đối với người ra còn phải cung kính đối với vật cẩn ở trong đề tử quy Của chúng ta chính là cung kính Đối với vật sáng dậy sớm Tối ngủ trễ Cung kính đối với cái gì Đối với thời gian có cần cung kính hay không Thời gian là vàng bạc Vàng bạc khó mua Được thời gian Cuộc đời chân thật nắm được căn bản của việc lập thân xử sự, sự khi nắm được giá trị của nhân sanh bạn sẽ đột nhiên cảm thấy được thời gian là vô cùng quý giá thời gian thật sự là không đủ dùng đều muốn có được nhiều thời gian một chút để tận hiếu đạo có nhiều thời gian một chút để đóng góp công sức cho gia đình cho xã hội đều cảm thấy bản thân nếu như có thể biến thành 10 người vậy thì tốt biết bao nhiêu cho nên ngay từ nhỏ phải hình thành cho trẻ nhỏ Thái độ quý trọng thời gian Có một người cha Phát hiện con của mình cả ngày Cứ chơi bời liêu lỏng Ông cũng không có ngay lập tức ngăn cản nó Có một hôm lấy một cây roi Dài cũng khoảng chừng 80 phân Ông nói với đứa con của mình Ông nói con trai à Cuộc đời một con người Chẳng bao nhiêu năm Cũng giống như là cây roi dài 80 phân này vậy Thí dụ như con có thể sống được 80 năm Vậy thì 20 năm đầu của chúng ta Không có khả năng Cống hiến đối với gia đình Cống hiến đối với xã hội Đều còn phải nhờ cha mẹ Nuôi dưỡng dạy dỗ Cho nên 20 năm này Là không thể tận được hết tâm sức Ông liền cầm chiếc búa lên chặt bỏ đi 20 năm chặt bỏ hai mươi phân đứa con này trong lòng chấn động một chút tiếp đến là nói sau sáu mươi tuổi thì thân thể của chúng ta già yếu đi phải nhờ đến người khác phụng dưỡng cho nên hai mươi năm phía sau này cũng vô dụng liền chặt bỏ chặt bỏ đi hai mươi phân đứa con lại giật mình một cái Tiếp đến người cha lại nói Một người một ngày một phần ba thời gian Là dùng để ngủ Cho nên một phần ba của phần còn lại này cũng phải bỏ đi Thế là lại chặt bỏ đi 20 phần Đứa con này bắt đầu có một chút quan mang luống cuốn Tiếp đến người cha lại nói Con mỗi ngày còn phải ăn ba bữa Còn phải tắm rửa Và bao nhiêu việc lặt vặt Lại chặt bỏ thêm một khúc Đứa con liền nói với cha Cha à cha đừng chặt nữa con biết rồi Người cha lại nói Con không biết đâu con xem con cả đời còn bị bao nhiêu lần bệnh Cho nên phải bỏ bớt đi khoảng thời gian này nữa Tiếp tục chặt bỏ nó đi Các vị bạn ngủ Cây roi 80 phân này còn dư lại bao nhiêu Còn dư lại đoạn nhỏ này mà còn phải làm bao nhiêu việc Còn dư lại đoạn nhỏ này mà còn phải nâng cao học vấn Còn phải phụng dưỡng cha mẹ, dưỡng dục con cái Phụng hiến xã hội Thời gian ngắn như vậy Mà phải làm bao nhiêu là việc Còn tiêu tốn việc gì nữa không Còn tiêu pha nữa hay không Cho nên khi chúng ta thời thời khắc khắc Diễn xuất ra thái độ vô cùng trân quý thời gian Thì sẽ làm ra cho con của bạn Một tấm gương tốt Tôi rất ít khi nào nhìn thấy cha tôi vui chơi chè chén Cha tôi hãy có thời gian rảnh Thì liền mở sách ra cho nên chân thật là hành nghi của cha mẹ có ảnh hưởng sâu sắc nhất đối với con cái cho nên khi cha mẹ có thái độ như vậy khi con cái đang lãng phí thời gian chúng sẽ cảm thấy toàn thân không dễ chịu cho nên đối với thời gian phải cung kính tiếp theo sau đây chúng ta xem cẩn sáng rửa mặt phải đánh răng tiểu tiện xong rửa tay sạch xem trở lại chữ cẩn này dường như là một quy củ đối với cuộc sống của chính mình trên sự thực đối của chính mình mà cũng sẽ tự nhiên ảnh hưởng người khác chúng ta xem buổi sáng thức dậy việc sáng thức dậy phải đánh răng nghĩa là lễ kính đối với thân thể của chính mình ngoài ra cũng là lễ kính đối với cha mẹ thân thể này là từ cha mẹ sanh ra khi bạn rất sạch sẽ chỉnh tề Người ta sống chung với bạn Cũng cảm thấy vui vẻ Nếu như bạn thường hay bẩn thiểu lôi thôi Đi vệ sinh xong không biết rửa tay Người ta đều không dám tiếp cận với bạn Đã vậy còn khiến người ta sanh phiền não Bạn đưa tay ra bắt tay với người ta Người ta sẽ giật mình Cho nên tự mình cần phải gọn gàng Sạch sẽ Đồng thời cũng là ảnh hưởng người khác Ta và người Không hai cho nên chữ cẩn này xem ra là vì chính mình trên thực tế cũng là vì suy nghĩ cho người ta không để cho người ta khó chịu không để cho người ta phiền não mũ phải ngay nút phải gài lễ kính đối với quần áo Giới già dày mang chỉnh tề cho nên đây là đối với quần áo của chính mình cũng phải cung kính tương tự như vậy khi chúng ta cung kính đối với quần áo cũng là cung kính đối với người khác Thí dụ như hôm nay Thầy Thái lúc lên lớp giảng mà mặc quần sọt Vậy thì các vị nhất định sẽ rất khó chịu Tạo phiền não cho người khác Có hay không Giả như cà giặc của tôi đeo lệch sang một bên Thì các vị cũng sẽ không nghe giảng Nhìn thấy những thứ lôi thôi như vậy Cảm thấy không thoải mái Cho nên chăm nôn tốt cho chính mình Cũng là một sự tôn trọng đối với người khác Nón quần áo Để cố định Chớ để bừa Tránh dơ bẩn Tất cả những thứ của mình phải được xếp đặt gọn gàng Xem ra giống như là suy nghĩ cho chính mình Bởi vì con người ta không thể sống một mình Bạn tập thành thói quen tốt như vậy Người trong nhà của bạn Cũng sẽ không gì việc bạn đi đến đâu đó Giết đồ đạc lung tung đến đó Mà tạo phiền nhiễu cho người khác Mà đến khi đi học đại học Lại ở chung với rất nhiều bạn bè, đồng học trong chung một phòng ký túc xá bạn có thói quen như vậy thì cũng gây ra phiền não cho người khác cho nên tập thành thái độ làm việc tốt cho con cái đồng thời cũng là tôn trọng đối với người khác cho nên ta và người đích thực là ảnh hưởng lẫn nhau ta và người không hai áo quý sạch không quý đắc Hợp thân phận Hợp gia đình Đây cũng là cung kính đối với quần áo Mà cũng không nhất định Phải mua những thứ đồ quá đắt đỏ Quần áo quan trọng nhất là Phải ngay ngắn sạch sẽ Mà khi bạn cung kính đối với quần áo Thường xếp gọn gàng Giặt vũ sạch sẽ Bằng đối với nó tốt thì nó cũng tốt đối với bạn cho nên yêu thương người Thường được người yêu lại Kính trọng người Thường được người kính trọng lại Thiên địa dạng vật Cũng giống như một tấm kính vậy Phản chiếu lại thái độ của bạn Bạn mỉm cười với nó Thì nó mỉm cười lại Tôi đã từng đi thăm kỷ niệm quán Của lão sư Lý Bỉnh Nam Quần áo của ngài Đều mặc mấy mươi năm Nhưng mà nhìn thì vẫn còn rất sạch sẽ Bởi vì ngài có tấm lòng yêu thương chúng cho nên khi chúng ta có tấm lòng yêu thương đồ đạc đều có thể sử dụng được rất lâu dài mà một khi đồ đạc của bạn có thể sử dụng được lâu dài thì cuộc đời này của bạn sẽ trải qua những ngày tháng rất nhẹ nhàng bởi vì không xài tiền thì ngày tháng sẽ nhẹ nhàng vì không cầu người đứa trẻ này có thể không cầu ở người thì nó có thể thanh liêm giữ đạo một đứa trẻ không biết yêu thương đồ vật trong cuộc sống mỗi ngày những khi cần phải dùng đến rất nhiều tiền bạc thì đến lúc đó người ta sẽ lợi dụng sự hám lợi để dẫn dụ chúng chúng sẽ bị nguy hiểm cho nên chúng ta nói tiết kiệm dưỡng thanh liêm cần cù bù thông minh cho nên tiết kiệm trân quý đồ đạc mới có thể trưởng dưỡng tâm liêm khiết của chúng cho nên người xưa Thánh hiền nhân Họ nhìn sự việc đều từ Chỗ căn bản nhất mà bắt đầu nắm bắt Mà bạn từ nhỏ đã dạy cho trẻ Thái độ tôn trọng đồ vật Biết tiết kiệm Vì sao sẽ thành tựu được đức hạnh liêm khiết Biết giữ đạo cho chúng Tiếp đến thì Tử Quy nói Giới ăn uống Chớ kén chọn Ăn vừa đủ Chớ quá no cho nên đối với đồ vật Cũng nên biết là Có được đó không phải dễ Không nên kén cá chọn canh Bạn mà để chúng kén chọn Này nọ Một lần thì chúng sẽ kén chọn cả đời Cho nên nếu nó kén ăn Thì bạn phải kiên trì nguyên tắc Để cho nó phải ăn Cho nên chúng ta nói trong giáo dục Có một cái mấu chốt gọi là Thận ư thủy Nghĩa là cẩn thận khi bắt đầu Chúng không lựa chọn khi chúng ăn uống không chọn lựa ăn uống cân bằng thì sức khỏe rất tốt nếu như chúng thường kén ăn cũng sẽ tổn hại đến dạ dày khi chúng tổn thương dạ dày không có giữ gìn dạ dày trong tình trạng tốt thì dạ dày cũng sẽ đình công đối với bạn tôi sẽ không làm việc nữa cho nên bạn ăn uống lung tung mà không tôn trọng đối với dạ dày vậy thì nó cũng không tôn trọng đối với bạn được rồi Ngoài việc Đi đứng nằm ngồi Đều phải có cái tâm cung kính Trong đệ tử quy nói Đi thông thả Đứng ngay thẳng Đi đường Chúng ta nói là đi đứng nằm ngồi Đều phải có oai nghi Đây cũng là tâm cung kính Đối với chính mình và người khác cho nên đi đường chúng ta nói đi như gió ngồi như chuông đứng như tùng và còn nằm như cung nằm như cung rất quan trọng thế ngủ các tường này ngủ gì sẽ cảm thấy rất dễ chịu chất lượng giấc ngủ rất tốt Chúng tôi có một đứa cháu Nó hay ngủ nằm sắp Chính là nằm sắp Ngủ giống như hình chữ đại Nó ban đêm thường xuyên nói mớ Ngủ không được yên ổn Các vị có biết ngủ như vậy Thì cả thân thể tất cả cơ quan đều bị sức ép Tôi nhìn thấy mặt nó Cũng có vẻ bị lệch sang một bên luôn rồi Vì vậy không nên xem nhẹ những thói quen trong cuộc sống Việc này ảnh hưởng đến trẻ nhỏ rất lớn Bởi vì nó ngày ngày đều làm động tác như vậy Cho nên khi đi đường cũng phải đi như gió Cũng phải ngẩng đầu ưỡn ngực Chúng ta hãy xem Người thế gian dáng vẻ của họ khi đi đường Vẫn là rất lạ thường Có người thì niễn một bên vai mà đi Lâu ngày vậy tháng thì kết cấu thân thể của họ sẽ bị hư Sức khỏe cũng sẽ không tốt Bởi vì tôi lúc còn nhỏ không có học qua đệ tử quy Cho nên tôi cũng là một người trong số đó Nhưng mà cũng hy vọng Học trò và con cháu gì sao Không phải nối tiếc giống như tôi Giống như tôi Đứng không đứng, ngồi không ngồi Thời gian lâu dài Làm hỏng cả khớp xương Khớp xương mà là thì sẽ chèn ép lên cơ bắp và dây thần kinh Cho nên bạn thường hay mệt chỗ này mỗi chỗ kia Tôi chỉ cần lên giảng đại đứng thì không mệt mỏi nữa Bởi vì chúng ta nói đều là giáo huấn của Thánh Hiền Cho nên có thêm chính khí Mà có chính khí thì đã thông được kinh mạch Nhưng mà sau khi xuống khỏi giảng đài thì không chắc Xuống giảng đài phải đi lại cho đàng hoàng nếu không vẫn là vai mỏi lưng đau chúng ta hãy xem một chút trẻ con hiện tại chúng đứng có giống đứng hay không chưa đứng yên thì đã dựa một cái gì đó rồi nhìn thấy bậc thêm thì chân lại muốn bước lên xem thử có phải không rất nhiều sự việc như vậy thí dụ như người lớn nói chuyện với người ta thì nói như thế nào Con trai thì phải đứng cho giống dáng vẻ Của một đại trượng phu Chân đứng rộng bằng vai Đầu đội trời chân đạp đất Bạn đứng như vậy mà nói chuyện Với người ta Thì rất là có khí thế Người ta cũng rất tôn trọng bạn Nếu như bạn không có đứng cho đàng hoàng Có thể bạn đứng như thế này Tạo cho người ta cảm giác như thế nào vậy Có dễ khinh mạng Cảm giác rất là ngạo mạn Bạn đứng như vậy mà bàn chuyện làm ăn với người ta Kiểu như anh cứ nói đi tôi nghe thử xem nào Thì có ai mà muốn bàn chuyện làm ăn với bạn chứ Khi đứa trẻ có thói quen cứ đứng siêu dẹo như vậy Có cái gì thì nó sẽ dựa vào một chút Cuộc sống sẽ bị Công đi Sau khi công rồi Thì cả đời nó sẽ khổ Hiện tại số người bị công cuộc sống rất nhiều Còn phải tốn tiền phải chịu khổ bạn đi chỉnh hình cột sống Người ta nắng xương lại cho bạn Thật sự là tốn tiền để chịu khổ Bởi vì sao Mà con người hiện nay lại có hiện tượng như vậy Kỳ thực căn nguyên vẫn là Ở việc từ nhỏ Họ đã không tập thành tư thế đúng Trong lúc đi đứng nằm ngồi Tiếp đến ngồi Phải có tướng ngồi Chúng ta xem thấy có rất nhiều trẻ nhỏ Khi ngồi xuống thì tư thế như thế nào vậy Nằm úp lên bàn Thật là nghiêm trọng đến như vậy Có đứa thì Chống cầm Dựa như thế này rồi đọc địa tứ quy Nó ngồi xiên dẹo như vậy Thì trong tâm đã mất đi sự cung kính Cho dù học thế nào đi nữa Thì cũng chỉ là cho có không cung kính Đối với sách Không cung kính Đối với học tập Cho nên ngồi thì phải ngồi cho vững Phải ngẩng đầu ưỡn ngực Việc này bạn đều phải cần một khoảng thời gian Để uống nắng trở lại Chúng nhất định sẽ làm được Khi bạn ngồi được thật ngay ngắn Thì tinh khí thần đều rất tốt Hiệu quả của việc học tập nhất định sẽ tốt Nếu đứa trẻ mà ngồi siêu dẹo Thì đảm bảo 15-20 phút sau Là bắt đầu hôn trầm Buồn ngủ Chớ đạp thêm Ngày trước thì nói khi vào cửa không thể đạp lên ngạch cửa Đó là không cung kính Bây giờ thì không có làm ngạch cửa nữa Vì bây giờ không có ngạch cửa Thì trẻ có còn đạp lên nữa hay không vậy? Vẫn còn đạp, đạp cái gì vậy? Rất nhiều bức tường Dưới chân tường đều bị in rất nhiều Dấu chân đạp lên Đó đều là một thói quen không tốt khi chúng tôi lên lớp giảng Có một học sinh còn đạp lên ghế Hoặc bàn của bạn học ngồi ở phía trước Đây đều là quá tùy tiện rồi Chúng ta phải kịp thời sửa đổi Còn có một động tác gọi là không đứng nghiêng Chữ đứng nghiêng này chính là Hai chân cứ trùng lại Trùng tới trùng lui Còn không thì là Rung rung cái chân Chúng ta hiện nay quan sát Trong 10 người lớn thì Cũng hơn một nửa đều rung đùi Cho nên Khi chúng tôi lên giảng Có một số thầy cô ngồi ở phía trước này Phía sau thì không rung Nhưng phía trước thì rung Các thầy cô phía sau nhìn thấy Nhất định là nhức đầu lắm Vì người nhìn thấy phía trước cứ lắc lắc Vì vậy làm phiền đến người khác Không chỉ là phiền người khác Chúng ta cùng nhau suy nghĩ một chút Vì giáo viên này có thể chú tâm nghe giảng được không vì sao mà người ta hay rung chân vậy nguồn gốc ở đâu là ở tâm dao động bất an con người hiện nay thật là vất vả tâm đều bất an cho nên chúng ta hãy cùng quan sát một chút khi chúng ta tự mình rung lên như vậy hãy tự quan sát một chút có phải bản thân đang rất là nóng ruột có phải là tâm không thể định trở lại thói quen này không thể một sớm một chiều mà có thể sửa đổi trở lại phải luôn luôn nhắc nhở chính mình khi bạn nói chuyện với người khác vừa nói chuyện mà lại vừa rung đùi đối phương sẽ cảm thấy thế nào bạn có phải là không kiên nhẫn khi nghe tôi nói chuyện hay không Giả như bạn bàn chuyện làm ăn với người ta vừa đói lại vừa rung đùi tôi nghĩ người ta sẽ phải suy nghĩ lại cho nên khi trò chuyện với người ta bằng công việc chuyện làm ăn với người ta tuyệt đối cũng phải có sự oai nghi của bạn ở trong đó Đứng có tướng của đứng Ngồi có tướng của ngồi Người ta mới sinh khởi được Tâm ý tôn kính Cung kính đối với bạn Từ đáy lòng Cho nên dù đi đứng nằm ngồi Chúng ta đều luôn giữ tâm cung kính Ngoài những việc Vừa mới nói Đối với thời gian Đối với thân thể của mình Đối với sách vở đối với đi đứng nằm ngồi của chính mình phải luôn có tâm cung kính ra chúng ta lại xem tiếp đối với thiên địa dạng vật phải cung kính đối với động vật có cần cung kính hay không phải cung kính chúng ta là thiên địa nhân tam tài con người phải thể hiện ra cái đức của thiên địa đối với dạng vật phải có thể trưởng dưỡng phải có thể bảo vệ chúng Thiên Là bảo vệ dạng vật Địa là Cư mang dạng vật Phải có tấm lòng khí khái này Có một bài báo Nó căn cứ vào một ngôi trường mầm non nổi tiếng ở Bắc Kinh Gọi là trường mầm non nổi tiếng Bởi vì phải đóng rất là nhiều tiền ngôi trường mầm non này đã làm một trắc nghiệm hỏi các đứa trẻ một vài câu hỏi trong đó có một câu hỏi như thế này giá như hôm nay em đi trên đường thì đúng lúc gặp mưa nhiệt độ lại rất lạnh có một con mèo nhỏ đang lạnh run cầm cập co ro một nơi các em nhỏ các em sẽ nghĩ gì Các vị bằng hữu các vị sẽ làm gì Ôm con mèo đem về Xin hãy cho vị này một tràng pháo tay Rất có tấm lòng yêu thương Kết quả điều tra Có đến 61% đứa trẻ trả lời là Giết chết nó Đây là bài báo đăng trong tập sang giáo dục Giả lại không những là nói sẽ giết nó Mà còn nói cụ thể cách giết nó Người điều tra nghe xong mà ngẩn cả người ra Không ngờ các em hiện nay là nghĩ đến những điều như vậy Có đứa nói lấy điện giật chết nó Có đứa thì Dùng chân đạp nó Có đứa thì đói Lấy gậy đập nó Người giác Thì sợ nhân Người mê thì sợ quả Nguyên nhân là do đâu Các vị bằng hữu Chúng ta trao mày cũng vô dụng Phải từ trên nguyên nhân mà bắt tay vào làm Nếu không thì vì sao trẻ con như vậy Càng ngày càng nhiều Không có tâm yêu thương gì thì chúng đã học bạo lực từ đâu vậy từ truyền hình đúng vậy Cho nên truyền hình gọi là ma dương Thật vậy giáo viên chúng ta có cao minh đến mấy Cũng không thể Dạy giỏi hơn ma dương Vì sao vậy Chúng ta lên lớp học 40 phút Học trò mà chăm chú được 20 phút Thôi thì cũng là hay lắm rồi Nhưng mà trở về nhà cũng xem truyền hình suốt 2 giờ đồng hồ Cho nên người làm thầy cô Cũng phải bó tay hết cách Vậy không lại đại ma dương Cho nên phải phòng ngừa sự ô nhiễm cho trẻ Để chúng xem truyền hình thì phải cẩn thận Lựa chọn chương trình Sát đạo dâm vọng Bạo lực sắc tình Đều tuyệt đối không để chúng tiếp xúc Bởi vì một khi Bị ô nhiễm Thì bạn muốn kéo trở lại cũng không dễ dàng Cho nên người làm cha mẹ Phải phòng ngừa sự ô nhiễm cho con cái Hiện tại trẻ con thích xem nhất là phim hoạt hình gì vậy Siêu nhân điện quang Mọi người có xem siêu nhân điện quang hay chưa Hai bên dai nhọn nhọn Trên đầu cũng nhọn nhọn Khắp người đều là vũ khí Vì vậy mà con gái hiện nay cũng rất là bạo lực Vì từ nhỏ đã xem những thứ như vậy Bề ngoài xem thấy đều là quá thân Của chính nghĩa Đi trừng phạt những thế lực Xấu ác Kỳ thực xem lâu ngày Thì trẻ nhỏ đã hình thành Một cái ý niệm đó là Vũ lực có thể giải quyết vấn đề Cho nên hệ một chút là chúng động tay động chân Có một đứa trẻ mới học lớp 4 Cô bé đang học đệ tử khuy Em gái của nó đang học lớp 2 Có một hôm em gái của nó Nói với mẹ Con muốn giết người Đứa chị liền nghĩ em gái của mình học đệ tử quy Mà sao lại học thành ra như vậy thế là nó liền bắt đầu dạy cho đứa em lại từng điều từng điều một thầy của cô bé đã dạy em rất tốt cô bé đã đem những điều học được dạy lại cho đứa em cho nên chân thật là hiện tại trẻ con đang ô nhiễm rất là nghiêm trọng phải mau mau dạy trở lại phải mau mau ngăn chặn ngay từ đầu đem loại trừ hết những thứ không tốt cho nên từ khi trẻ con còn nhỏ nên loại trừ truyền hình khỏi chúng Trẻ một khi đã được mười mấy tuổi rồi Thì bạn không thể ngăn ngay lập tức được Không chừng con các vị lại đến tìm tôi Để đến nhau với tôi Chúng sẽ nói mẹ em là do nghe lời của thầy Cho nên phải trình tự mà tiến Giả như nó xem 4 giờ đồng hồ Thì bạn nói với nó tuần sau bắt đầu chỉ xem 3 giờ đồng hồ thôi Qua một tháng thì chỉ cho xem 2 giờ đồng hồ Nhưng mà trong quá trình này Thì bạn nên đem một số đĩa Giáo huấn hay để cho chúng xem Tưởng thử xem chúng có muốn nghe tôi giảng bài hay không Nếu nghe thử mà chúng cảm thấy cũng rất có thu hoạch Như vậy thì dần dần chuyển dịch Chúng từ việc xem bạo lực Xem tình cảm sức mướt Những câu chuyện về Việc yêu sống yêu chết Chúng mà không xem nữa thì sẽ không bị ô nhiễm Có thể quân tập những giáo huấn của Thánh Hiền Tiếp đến là nâng cao trí huệ cho bản thân chúng Nâng cao đức hạnh của chính bản thân chúng một người thật sự có được đức hạnh và học vấn chân thật vậy thì niềm vui sẽ không từ bên ngoài vào mà từ bên trong phát xuất ra ngoài ra một vấn đề nữa là hỏi giá như có một bạn học bị bệnh sốt rất cao bệnh tình rất nặng bạn có bằng lòng đem áo khoác của mình để cho bạn mượn để mặc hay không đã hỏi các em mẫu giáo như vậy các em mẫu giáo câu đầu tiên trả lời là nếu em cho bạn ấy mượn thì mẹ sẽ mắng em câu thứ hai chúng nói nếu em cho bạn ấy mượn mà làm mất của em thì làm sao bọn trẻ đều nghĩ đến điều này đầu tiên câu thứ ba bọn trẻ nói em cho bạn ấy mượn bạn sẽ lây bệnh cho em cho nên tâm từ bi tâm nhân từ của bọn trẻ không cần phải đợi đến khi chúng bước ra xã hội còn nhỏ như vậy mà đã bị người lớn nhổ hết gốc rễ rồi người tính không bằng trời tính trẻ nhỏ mà hoàn toàn không có tâm nhân từ thì ai là người gặp nạn đầu tiên nhất là cha mẹ con người đúng là không có trí huệ cuộc đời đúng là khổ không thể đói chúng ta dạy trẻ nhỏ không biết nhân từ đến sau cùng chúng ta nhận phải là quả ác chúng tuyệt đối sẽ không đối xử nhân từ với bạn cho nên hiện nay bạn rất khó tìm được đứa con có hiếu tìm không ra một đứa trẻ luôn biết quan tâm chăm sóc đối với cha mẹ cho nên việc này là do ai tạo thành chúng ta phải tự mình mà phản tỉnh có một em sinh viên Viết thư cho cha mẹ của mình Thật không dễ để học được lên đại học Rất nhiều cha mẹ của sinh viên Đã phải thắt lưng Buộc bụng Hoặc đều là dây mượn Để cho con đi học Hết lòng hết dạ để cho chúng được học hành Đó không phải là một lòng một dạ Đi thành tựu nhân cách của chúng Hay là thành tựu đạo đức cho chúng Cho nên mục tiêu bà sai Thì kết quả cũng không có gì Đáng để nói Con của họ Một học kỳ viết ba lá thư Độ dài của ba lá thư gặp lại cũng không dài hơn một bài báo điện tử Rất ngắn gọn Cả lá thư viết rất là ẩu tả Chỉ có một chữ thì viết rất là nắng nót Tiền Các vị sao mà cũng biết vậy Không chỉ các vị biết Chúng tôi đi đến diễn giảng ở trường trung học Vừa mới nói đến Vừa hỏi chữ đó là gì chúng đều cũng nói là một chữ tiền hiện tại cha mẹ ở trong mắt chúng chính là người cung cấp tiền mà thôi chúng tôi nghe xong đều cảm thấy rất là hoang mang khi mối quan hệ phụ tử mà chỉ xây dựng trên một chữ tiền thì nó sẽ rất là lung lay bất kỳ lúc nào cũng có thể sụp đổ vì thế vị phụ huynh nó nói con mỗi học kỳ Viết cho cha mẹ có ba lá thư Thế nhưng con viết lá thư cho cô bạn học Đồng hương Thì lại triền miên bất tuyệt Lá thư đào cũng vậy cộm Bọn trẻ hiện tại không trọng nghĩa Mà trọng lợi Lợi hại Vì sao thì lại diễn biến như thế nào Diễn biến thành việc chúng làm ra Các phiếu nộp tiền giả Để đem về cho cha mẹ chúng vốn là có thể chỉ cần nộp 5.000 đồng Thì lại sửa thêm vài nghìn nữa Cho nên chúng ta nhìn thấy hiện tượng này Không thể chỉ biết đau khổ Mà phải tìm cho ra cái nguyên nhân Nhân vẫn là cái gì? Vẫn là ở chỗ cha mẹ Đã dạy sai Đức hạnh làm gốc Tri thức kỹ năng chỉ là thứ yếu Cái thứ tự này sai rồi bạn hao tổn nỗ lực cả đời Để rồi khi nuôi dạy ra một đứa con Khiến bạn phải tức, ói cả máu Lúc đó bạn kêu trời Trời không hay Kêu đất, đất không biết Con người không khai trí huệ Thì sẽ phiền não Không ngừng Cho nên từ nhỏ Chúng ta phải nên trưởng dưỡng tâm nhân từ Nhân hậu cho trẻ chúng tôi ở tại Hải Khẩu Thông thường cứ một tháng thì dắt bọn trẻ đi phóng sanh một lần Phải thực tiễn bọn trẻ Khi chúng tôi cứ liên tục đi phóng sanh như vậy Phóng sanh những con như là rùa rắn nước Mọi người chúng ta thật sự là rất lợi hại Lợi hại đến mức khiến cho dàn vật Cũng phải bó tay với chúng ta những con bay trên trời những con bò dưới đất bơi trong nước không con nào tránh khỏi cho nên con người chúng ta hiện tại bệnh tật rất là phức tạp người nước ngoài thì không như vậy bạn xem công viên ở nước ngoài động vật có sợ con người hay không không sợ ở úc châu người ta đối đẩy với động vật vô cùng nhân từ đó là vì sao mà Úc Châu rất đáng sống Khi tôi đi đến Úc Châu Nhìn thấy họ đất đai trồng rau trái như thế nào Lớn lên như thế nào Vậy là chúng còn cho trái vừa lớn vừa ngọt Bởi vì nhân tâm thiện lương Cho nên mưa thuận gió hòa Họ muốn mở một con đường đi Giả như phát hiện những ngọn cây Cần đốn hạ những trên nhành cây Đang có tổ chim Thì họ sẽ ngưng lại Họ sẽ đợi những con chim này nở xong Đủ lông đủ cánh biết bay Bay đi rồi họ mới đến để chặt cây xuống Xin hỏi chúng ta thì có làm được như vậy hay không? Cho nên khi chúng ta tôn trọng đối với dạng vật Dạng vật tự nhiên sẽ tôn trọng chúng ta Khi chúng ta tôn trọng với đại, đại, đại tự nhiên Đại tự nhiên mới tôn trọng chúng ta Khi chúng ta không tôn trọng đại tự nhiên Đại tự nhiên sẽ đáp trả lại là Thiên tai kéo đến Triền miên Đích thực là phải trưởng dưỡng Tâm nhân từ cho trẻ ngay từ lúc còn nhỏ Đối với dạng vật Đối với đại địa Chúng tôi mỗi lần phóng sanh Các học trò nhìn thấy đều rất là phấn khởi Bởi vì những con rùa khi phóng sanh Chúng cũng đều không bỏ đi Cứ đứng ở đó lộn nhào dày dòng Như biểu diễn cho bạn xem Như ở đó bày tỏ lòng cảm ơn đối với bạn còn dương cao đầu lên nữa Những con rắn nước cũng vậy Dường như cũng đang ở đó Dùng ngôn ngữ cơ thể của nó Để nói với bạn Vô cùng cảm ơn đối với bạn Cảm ơn ân cứu mạng của bạn Bọn trẻ cũng cảm thấy được Một cách trực tiếp sự cảm kích đó Của các loài vật Đối với chúng Cho nên chúng vừa thấy thì cũng rất quan hỷ Từ nhỏ liền đã cảm thấy được Việc phải nên yêu thương động vật Động vật thì cũng giống như bạn bè vậy. Chúng tôi đã từng nhìn thấy lúc phóng sanh một con rùa lớn, mỗi bước đều quay đầu nhìn lại. Thậm chí là dường như nó đã rơi nước mắt. Cho nên ngay cả động vật cũng biết tri ân, báo ân. Con người chúng ta thì không thể nào lại không sánh bằng con vật càng không thể tàn nhẫn vô lương tâm cho nên sư tử dù rất hung hãn nhưng khi chúng ăn no rồi thì các con vật khác nhảy qua nhảy lại trước mặt nó cũng mặc kệ nó có sự tiết chế mà chúng ta nếu không khéo tiết chế thì sẽ tạo thành tình trạng sinh linh độ tháng cho nên vẫn là phải trưởng dưỡng tâm nhân hậu cho trẻ vậy thì đối với động vật phải cung kính đối với đại tự nhiên đối với thực vật cũng phải cung kính tôi thường nói với học trò tôi nói khi các em đi leo núi xin hỏi ai là chủ nhân bạn lại không sống ở trên núi đương nhiên bạn không phải là chủ nhân cây cối là chủ nhân động vật là chủ nhân có ai lại đi đến nhà người ta lại ăn nói lớn tiếng hay không có hay không cho nên chúng ta giải thích đạo lý cho trẻ thì phải làm sao khiến cho chúng thể hồi được dễ dàng cho nên bạn đi đến nhà người ta ăn nói lớn tiếng người ta nói làm gì có những đứa học trò vô lễ như thế làm gì mà không có gia giáo như vậy cho nên đi lên núi thì cũng không thể kinh động đến những chủ nhân này bạn cũng phải đi nhẹ nói khẽ chứ không thể ăn to nói lớn việc này là để trưởng dưỡng tâm cung kính của trẻ Và lại tôi cũng nói với bọn trẻ nếu như khách em nói lớn tiếng âm thanh có sóng thanh sẽ gây chấn động có lúc có những hòn đá vì tiếng kêu của bạn mà có thể bị rơi xuống Có thể sẽ gây nguy hiểm cho người khác Cho nên khi đi lên núi Thì cũng phải có tâm cung kính Chúng tôi cũng thường nhìn thấy Bọn trẻ cầm cây roi đập lên cây cối Chắc là chúng coi phim Võ Thuận Thiếu Lâm Tự nhiều quá rồi Thường hay làm tổn thương cây cối Cái gì bằng hữu Nếu nhìn thấy tình trạng như vậy Thì phải làm sao thì phải làm sao Lập tức đi đến Con chưa thực hiện được đệ tử quy Mau đi về ngay cho ta Trẻ gì nhìn thấy Xui thiệt Làm chút việc xấu Để cho bạn nhìn thấy Lần sau nhất định sẽ không để cho bạn nhìn thấy nữa Có phải không Bạn trực tiếp trách mắng chúng Một cách rất phẫn nộ Chúng có tiếp nhận hay không Chúng sẽ không nhớ là chúng sai ở đâu Chúng chỉ nhớ được là rất xui xẻo. Lần sau sẽ cố gắng không để cho bạn nhìn thấy nữa là được rồi. Thật vậy, rất nhiều học trò có tâm thái đều là như vậy. Chúng không có phản tỉnh là việc chúng làm chưa tốt, cho nên sự thông minh của chúng không phải là để lập thân hành đạo, sự thông minh của chúng là làm thế nào để người ta không trông thấy. Cho nên chúng tôi án binh bất động. Đợi đến khi lên lớp thì chúng tôi mới bắt đầu chỉ dẫn cho chúng. Tôi nói các em học trò, các em có biết con người cần thiết nhất là thứ gì hay không Em ba ngày không ăn cơm Em vẫn có thể sống Ồ oh, Cái gì không nên thông minh quá như vậy Tôi còn chưa diễn xong mà Các em mấy ngày không ăn cơm Thì đói Cũng không chết Các em mấy ngày không uống nước Thì cũng không chết Nhưng mà Có một thứ trong năm phút mà không có Thì đảm bảo sẽ mất mạng là gì vậy là dưỡng khí là không khí cho nên không khí là ân nhân cứu mạng của em em có biết không bạn không thể nói là không nhìn thấy nó thì không biết ân đức của nó xin hỏi là dưỡng khí không khí là từ đâu mà có đúng vậy là nhờ vào tác dụng quan hợp của cây cối chúng ở đó để giúp bạn hết ngày này tới ngày khác bạn đối với chúng mang ân đội nghĩa chúng ngày ngày cứu mạng của bạn bạn lại đi lấy cây đánh nó bằng như vậy gọi là dông ân bội nghĩa lấy oán mà trả ơn làm gì lại có người như vậy chứ bạn có cần nói chúng sai hay không nhưng mà bạn phải đem đạo lý nói với chúng bản thân của chúng sẽ tự phản tỉnh có ai mà muốn người khác nói mình là dông ân bội nghĩa kia chứ cho nên chúng tôi cũng thường dẫn dắt như vậy để chúng đối với vật đối với động vật thực vật Đều có thể sanh khởi được tâm cung kính Thậm chí là tâm yêu quý Trong đệ tử quy thì Nhập tắc hiếu chính là dạy cung kính Xuất tắc đệ cũng là dạy cung kính Cẩn dạy cung kính Tính dạy cung kính Đối với lời nói có cần cung kính hay không? Cần Phạm nói ra Tính trước tiên Nói chuyện mà có lời ác khẩu, có ý ngữ đều là không cung kính. Cho nên tính từ đầu tới cuối vẫn là dạy chúng ta trong tâm phải có thái độ cung kính. Lại nữa, phím ái chúng có phải là vậy cung kính hay không? Phải. Chúng ta hãy xem một chút, phàm là người đều yêu thương, phàm là vật đều yêu thương. Cha mẹ thì phải cung kính Trưởng bối đều phải cung kính Còn có ai mà chúng ta phải cung kính nữa Tất cả mọi người Đều có cha mẹ Khi chúng ta không cung kính đối với họ Thì cha mẹ của họ Cũng sẽ đau lòng Cho nên chúng ta cần phải cung kính đối đãi Với hết thảy mọi người Khi bạn cung kính đối với hết thảy người Thì cha mẹ họ Người thân của họ sẽ vô cùng quan hỷ bạn hôm nay đi đến nhà của bạn bè rất là tôn kính đối với cha mẹ của họ hết sức quan tâm đối với cha mẹ của họ thì bạn của bạn sẽ có tình nghĩa sâu nặng với bạn hơn cho nên phải cung kính đối với hết thảy mọi người mà cung kính tuyệt đối không phải chỉ nói ở miệng mà thôi nhất định phải dẫn dắt cho trẻ Đối diện với già trẻ trai gái Đều phải cung kính Phải giúp đỡ Cho nên Trên các phương tiện công cộng Chỉ cần nhìn thấy người già Thấy phụ nữ mang thai Thì phải mau mau nhường chỗ Đây là áp dụng thực tiễn vào trong cuộc sống Chúng ta tiến thêm một bước nữa Cũng cần dẫn dắt Đối với Những người tàn tật những người khốn khổ trong cuộc sống càng phải cần cung kính bạn đối diện với một người tàn tật bạn có thể nào lại biểu lộ ra ánh mắt khi thường hay không có thể nào cứ nhìn chằm chằm vào họ hay không như vậy đều không được bạn cứ nhìn chằm chằm vào họ thì họ sẽ rất khó chịu cho nên bất cứ lúc nào khi đối diện với người bị tàn tật đối diện với những người rất khốn khổ thì tâm chúng ta phải sanh ra sự cung kính, tiến thêm một bước là phải giúp đỡ họ trong cuộc sống. Cho nên các vị có thể thường xuyên đưa con cái đi đến thăm cô nhi viện, đi đến thăm viện dưỡng lão. Con cái sẽ có thể thấy được thì ra ở trong xã hội vẫn còn có nhiều người như vậy đang cần sự giúp đỡ. Tâm nhân từ của chúng sẽ được trưởng dưỡng Ngoài việc nhiều người Cần đến tình yêu thương như vậy ra Người xấu có cần phải yêu thương hay không Người xấu thì có cần quan tâm hay không Cần Tôi còn nhớ Vài tháng trước Có xảy ra một vụ trọng án Là sự kiện Mã Gia Tước Cũng bởi vì sự kiện Mã Gia Tước mà đã dẫn đến Sự xem trọng Của mọi người Đối với giáo dục đạo đức bởi vì việc học của Mã Gia Tước rất tốt Tham gia một số hoạt động thi đua toàn quốc còn được giải Nhưng mà ngược lại đã làm ra những sự việc không có cách nào cứu giảng được Rất nhiều người xem thấy bài báo dự việc này Họ đều có chung một phản ứng là nếu bắt được thì hãy mau mau đem sự bắn Người như vậy không thể nào tha thứ Tôi thường nghe được cách nói như vậy Bởi vì chúng ta là người làm sự nghiệp giáo dục Khi chúng ta nhìn thấy một đứa trẻ còn chưa bước ra xã hội Mà lại làm ra một sự việc không thể nào cứu giãn nổi Chúng ta không trách nó Chúng ta phải tìm hiểu nguyên nhân Nguyên nhân là ở đâu Đứa trẻ này cuộc đời vẫn chưa cất cánh bay lên thì đã bị quỷ hoài rồi. Giáo dục gia đình đã dạy nó cái gì? Giáo dục của nhà trường đã dạy nó cái gì? Giáo dục của nhà trường có dạy dỗ chúng phải khoan dung như thế nào hay không? Làm sao để khống chế tâm tư? Có dạy suy nghĩ thay cho người khác như thế nào hay không? Cho nên đã khiến cho chúng không biết cách làm người Đã tạo nên sai lầm không thể cứu giảng trong cuộc đời Cho nên người xấu Thì chúng ta cũng phải yêu thương Bởi vì Con cái các vị đều học để tử quy Còn chúng thì không được học Cho nên chúng không hiểu Cho nên bạn không thể phê phán chúng bạn càng phải tự mình làm cho tốt để tử quy Khiến cho chúng nhìn thấy mà bị cảm động thì bạn có thể ảnh hưởng đến những người này Có thể đi cảm hóa những người này Cho nên đối diện với người xấu Thì chúng ta cần phải khởi lên Cái tâm yêu thương Tiếp đến là lấy thân làm gương Để mà dẫn dắt chúng Chúng ta hãy tỉ mỉ mà quan sát Mã Gia Tước Giả sử được học qua đệ tử quy Thì đó sẽ không làm như vậy Bởi vì Phàm là người đều yêu thương, bởi vì lời dường nhịn tức giận mất, không có ai dạy nó hết. Xin hỏi những bạn học bị giết có phải toàn bộ sai trái đều nằm ở mã gia tước hay không? Cũng không phải. Vì sao mà chúng lại rước phải cái quả sát thân cho mình vậy? Bởi vì chúng cũng chưa học anh thương em. Em kính anh Không định giàu chớ khinh nghèo Không nên đi hiếp đáp người nghèo Khen người ác Tức là ác Ác cùng cực Tai quả đến Bạn dùng lời nói khích bác nó Đến sau cùng thì nó sẽ tức nước dở bờ Cho nên việc học làm người là cấp bách Không thể chậm trễ Nó có thể ảnh hưởng cả một đời trong đó có một đứa trẻ Giống dĩ có thể đã bị giết Nhưng sau đó đã tránh được kiếp nạn Bởi vì đứa bạn học này đã từng có một lần Chủ động bới cơm dùm Cho mã gia tước Chính là nhờ cái tâm nhân từ này Tâm cung kính này Mà đã quá giải được một đại tai kiếp Của cả đời nó Cho nên các vị bằng hữu Con cái học trò của chúng ta Có thể gặp dữ quá lành thì phải xem tâm thiện của chúng được rồi tiết học này chúng ta chỉ học đến đây thôi xin cảm ơn mọi người